xong rồi, không 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 chờ đến trưa nữa à, xong luôn à. Đấy, tươi đấy, tươi đấy. Làm mớ tiền ra đây, đây đi chợ phát là đãi tay mới ngay nha. Yeah. Anh em sáng giờ ai bán được gì đâu. Ở đấy nhưng quan trọng là mình được cầm về. Xong rồi. Yeah. Chết nhá, chết nhá, xoay được rồi nhá. Nó khoảng độ dưới 2 đồng. Ôi trời ơi, mẹ rơi mớ, rơi cục to quá. Chết nhá, à, bắt được rồi nhá. Đây thì mới gọi là đồ chơi đây này. Dễ niếc là hay đẹp quá nhỉ. Mịn tết. Nó lâu rồi. Này bắt nhiều tiền không ở người nhá. Chưa đến chục triệu. À, chưa đến à. Kinh thế nhỉ. À, vẫn phải đèo theo tí kéo kìm chứ. Ừ. Ôi giời, cây này nó cây gì mà nhiều gai thế nhỉ? Sam ngọc à? Chắc. Chắc à? Chắc này là chắc, chắc này là chắc gì mà nhìn lạ nhỉ? À bấm. Ôi giời, này, con kia này nó đi bắn bưởi sao nhỉ? Nó thằng lãng ghê quá. À, có, anh phải gọi nó dắt nó ra. Mới ghép ừ, anh phải dắt nó ra vào đi mẹ đấy. Mới quảng cáo cây hộ anh cái dắt kiểu xong mới ghép vào. Vừa nãy thế này phát em bảo mẹ chảy máu mũi. Ghê thật, nhất anh Hải đấy, ngồi đấy là ô cẩn thận đấy. Nhà. Yeah. Con bắn nước này nó đi bắn bưởi sao? Thằng lắng. Chắc à, kinh nhỉ. Chắc à. Nhiều gai ghê nhỉ, gai cứng luôn đấy. Đây chắc chắc vàng hay gì đấy chứ. Còn chắc dây của mình thì không phải. Thôi thì cứ cho nó là cái chắc đi. Điền. Điền. Của nghệ nhân bán dụng cụ bonsai. Nhưng mà cũng có một số cây. Mời quý vị. À, có cái đồ chơi đây sao nhỉ? Đồ chơi à? Một tay thì có cầm được không? Có đá. Có. À, đây là phân rồi. Đấy, tưởng có tiên ngủ rồi nhưng mà là cái túi phân tan chậm. Sang hương này, lá bé tí này. Nghệ nhân dơ lên phát đấy. tập tạ phát cho nó nhìn cho nó. Ấy giời, úi giời. Úi giời, xoay xoay vào em phát. À. Ôi giời ơi. Đây mới gọi là đồ chơi đây này. Dễ tiếc là hay đẹp quá nhỉ. Mịn tết. Nó lâu rồi. Cái này bắt nhiều tiền không ở nghệ nhân? Chưa đến chục triệu. À, chưa đến à. Ngót chục. À, dễ tiếc. Nó hài hòa luôn. Xanh ngưa, xanh ngắt nhỉ. Cây nó khỏe. Không có một cái lá úa nào. Từ trong ra ngoài. Thì đồ chơi mà. Này, nhìn cái ngón tay mình phải bằng 10 cái lá. Đó, mời quý vị giao lưu cùng với Nghệ Cương. Úi giời. Kinh ấy. Làm phát lên tận trời xanh luôn. Hàng chống đau lưng. Nhưng mà chống đau lưng mà cũng không đau ví cho lắm. Được. À, bàn tay này. Cao khoảng hơn 20 phân. Đấy. Thi thoảng lại có tí đồ tươi. Hải sản tươi sống. Phục vụ quý bà con. Bồ đề. Trắng như ngọc trinh. Sáng ra là nghệ nhân đã dọn xong một cây rồi này. Hàng này hàng mới sao nhỉ? Mới tinh. Anh em ạ, mới tinh đấy. Xì nhỉ. Xì. Búp nạc. Ừ. Đang vào giai đoạn là đẹp đấy. Rất đẹp lắm. Ừ. Để xem. Da rẻ sáng láng này. Tương lai sáng ngời đấy này. Cốt này nhiều tiền không người nghệ nhân? 25 triệu. 25 triệu.
chất xi đẹp nhá. Trước con này nó bán ra xấu là 35 triệu. Đấy. Anh em bây giờ có tiền thì vào cây mạnh đi. Giá đang hợp lý. Mà là cái giai đoạn nuôi để cho nó đẹp cốt sáng ra là qua rồi. Giờ mình chỉ có càng ngày nuôi nó càng dễ càng đẹp thôi. Thì về là sẽ có tiền có công. Kể cả chơi cũng sướng. Ông nào có tiền tầm này đi vô gom cây thông minh đấy. Cốt đẹp lắm, nhặt ra đẹp lắm nhưng mà đang nhịn nó. Đọc qua thôi. Thế này là cũng đã đủ sướng rồi. Anh em á. Cắt trụ như nó còn bắt mắt nữa. Đúng rồi. Mình không làm thế. Thế. Thôi mình không vội, có thể là nó chậm hàng tí nhưng mà sau anh em chơi sau nó được nhờ. Chứ cắt sớm như ngày xưa anh em vội vàng cắt sớm quá bán thì nhanh đấy nhưng mà bán thì nhanh nhưng cái người chơi cuối cùng vất vả lắm. Này là lọc sẵn rồi về thì nó bốc bớt nuôi thôi. Đấy. Với nước. Đến điểm cắt cắt là rót ra nó mới giật mình. Cùng đẹp lắm. Làm kỹ đấy nhá, cắt nhiều nó nhìn nó vén xẹo thích nhỉ. Cục kịch. Đùi ra đùi ếch. Đấy. Ghê chưa? Thế đi. Hôm nay số lượng nó cũng không nhiều. Anh em cô đọng. Xì. Mấy con xì đẹp đẹp hôm trước bay rồi sao nhỉ? Đấy. À đây. Em cũng gọi điện cả chục triệu bán ra đi. Chục triệu có em nhập thêm. Cỏ rác sạch sẽ rồi. Chỉ còn cây với đá thôi. Hoa. Không lúc nào hết hoa. Ừ. Có phải 8 triệu rưỡi nhỉ? Giá bán là 8 triệu rưỡi. Giá bán 8 triệu rưỡi anh em. Đấy. Thơm đấy. Chục năm ở viên đá thì. Ừ. Bạn kêu được bán cây à? Đây à. Bán cây rồi nhỉ. Đấy. À, đây cũng mới này. Mới anh em ạ. Hôm nào cũng có đồ mới phục vụ các ngài. Cây đa này nổ giá luôn anh em nhỉ. Cây đa này chục ngót làm tròn luôn nha. Đa siêu đa cái dáng này cũng không thấy có mấy đâu. Đang úng úng đỏ chót rồi. Đó. Ra siêu đấy. Đây, sang hương tiếp đây. Tám đồng dưới, hai cây hai bên đồng giá đây này. Một sam hương, một linh sam. Đẹp thì ai cũng thích, mà chả thấy trả tiền gì cả. Chơi đi. Đấy. À ừ đấy. Hàng đẹp đây. 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 25 nhỉ, không phải nhỉ? Ở trong 22. Thái Nguyên. Chơi ngoài nhiều. Chứ trong cái đấy phải chơi nhiều thì người đi ngoài lại kiếm những người để chơi. Cho. Có để rẻ cho. Chứ chơi có một sáng này chơi người ta cũng mua đội. Bán rẻ. Là người ta mua 10 triệu rồi cho mày cái chầu nó mất 1 triệu rồi. Cho 1 triệu. Ui, thứ hai cái gì? Thì có hơn 100 đô. Thế có nhà không? Lúa đấy nhỉ. Mua rẻ ấy, bảo anh ra đấy chứ. Nếu mà đi mua của thợ trong miền Nam ra bán làm sao được.
giờ miền Nam nó lại mua ngược vào đấy. Em ở chợ về chắc kinh nhỉ. 12 giờ đấy. Gà này cứng phết nhỉ. Gai thì ốc đi. Như gai bưởi. Đại này thì ốc được. Nha. Em đi chợ về em phi thẳng ra trong đấy mình sao mua được. 22 triệu. 2 triệu. 2 uống cà phê nâu đen đá nào. 2 uống cà phê nâu đen đá nào. À đây đanh phết nha. Đanh ấy. À, nốt em móng này cái sao nào. Móng là nhìn thấy không? Đấy, ngày xưa mình thực ra mình rất là thích cái đồ này. Ngày xưa nhà mình chật, bây giờ bản chất nó vẫn đẹp nhưng mà mình có nhiều rồi, rồi mình nâng size nó lên một tí. Thật ra thì mình có rồi, nếu không có mình cũng sẽ mua ngay thôi, nhà nó có nhiều. Làm sao đây? Tân đang thích cây kia đấy. Cho vào ví làm tăm cũng được. Nhảy ốc thì lắm. Ông anh em à. Đây là tốn tiền mua ốc lắm. Mở hàng thôi. Bán đồ già. Đồ già chậu tàu. Khả năng là mất cây này. Tân mua cây này của Thế nhưng mà đang thương thảo cái giá. Thương thảo cái giá. Đó. Chưa tới à? Trả được nửa chưa? Từ giờ đến trưa nào chả Vân. Say đòn rồi. Sạch sẽ nhỉ. Lúa chắc đanh nha. Ok, để sang phục vụ bà con khác. Xong rồi. Không chờ đến trưa nữa à? Xong luôn à? Đấy, tươi đấy. Làm mớ tiền ra đây. Đấy, đi chợ phát là đãi tay mới ngay. Anh em sáng giờ ai bán được gì đâu. Ừ đấy, nhưng quan trọng là mình được cầm về. Xong rồi. Chết nhá, xoay được rồi nhá. Nó khoảng độ dưới 2 đồng. Ôi trời ơi, mẹ rơi mớ. Rơi cục to quá. Chết nhá. Đã, bắt được rồi nhá. Cả đi. Chú bao nhiêu? Xe này bao nhiêu tuổi? 155. Ui, 155 em đấy. Ít tuổi hơn đấy. Ba. Ít người hơn. Nhưng mà mua tay ba hay sao nhỉ? À. Ui giời ơi, này hoa hoa rơi cửa Phật thế. Quả... Mới mới tầm 6 sóc. Kiểu như tay tình tay ba ấy nhỉ? À lại về đi đổi tiền. Đúng ba rồi. Ok. Xin chúc mừng hai họ, ba họ.